rồi, chốt con này khoảng 2 tạ 7 nhé các bạn nhé. 2 tạ 7 thì đúng là quá nhé. 2 tạ 7 liên anh. Vâng vâng. 2 tạ 7 liên. Đi cất đi chú ơi, chú đi cất đi. Xem con này được mấy tạ hơi nhé. Ở đây thì có họ đang cá cược nhau con trâu này. Chú ơi, cá cược con trâu này. Con trâu này họ đang cá nhau là 2 tạ 7. Đấy, khoảng 2 tạ 7. Đây họ đang không bán được trâu thì đem cá cược nhau, nhưng con này nó nặng bao nhiêu cân. Đấy. Này, đi cân ở đâu hả chú? Cái này nó quá đâu. Đang thì để xem nó bao nhiêu cân nhé. Họ đang cá cược nhau là 2 tạ 7 con trâu này. Cược à? Cược, cược. À, con bé này như phải con to đâu. À đúng không, con bé này. À, xem là 2 tạ 7. Xem nó ướt thế. Dã màn bật. À, để xem nào. À đây họ có cái cân luôn này các bạn này. Ờ. À. 2 tạ rưỡi. Trời ơi. Thế là họ, thế là người đoán thấp hơn được. Chưa được 2 tạ 7 các bạn ạ, được có 2 tạ rưỡi thôi. Ai được thì giải tính cân nhá. Đúng rồi, giờ tiền cân này. Tính cân. Rồi bây giờ hai bên ở bên là người làm. Đấy, đây này, vừa cá cược con trâu này các bạn ạ. Họ bảo là 2 tạ 7 nhưng mà nó không được 2 tạ 7. Thì có 2 tạ rưỡi thôi. Ông giả, ông giả tiền cân nhá, tôi giả tiền trâu. Ok. Đấy. Cân đấy à? Đấy đấy. Nhiều khi là buồn buồn là có những cái trò chơi rất hay ở chợ phiên. Mới đầu mình tưởng là họ mua nhưng mà thật ra là họ cá cược nhau xem là con này bao nhiêu cân. Người thì nói là trên 2 tạ 7, người ở dưới 2 tạ 7 thì con này nó được 2 tạ rưỡi. Ở chợ phiên thì có nhiều cái trò hay lắm các bạn, cá cược trâu rồi là trò trâu húc nhau, rồi còn có cả cái môn chặt thịt lợn nữa. Đấy, dùng dao chặt thịt lợn ấy, họ cá cược nhau ấy. Thế cái số lượng trâu có nhiều không? Nhiều. Nhiều ạ? Thế bây giờ đâu hết rồi? Nó bán hết. Nó bán hết à? Chứng tỏ là người ta bán hết rồi đấy. Tôi hỏi một người rất là chân thật ở trên chợ phiên, chứng minh cho các bạn là ba cái nói gì. Đấy. Ba cái bảo là giá bò có lên không ạ? Nói chung là nó lên nhưng mà nhẹ lắm bạn. Đấy, không được lên nhiều. Còn trâu thì nếu mà những con trâu kiểu như thế này này thì người ta áp dụng giá nó cũng bình bình thôi, ví dụ như là khoảng 65. Nhưng mà những con trâu nào mà kiểu nó già thêm một tí này, thịt của nó săn chắc này thì giá nó sẽ cao. Xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt tại chợ trâu Bắc Hà các bạn ạ. Nhưng mà hôm nay thì do thời tiết khá là rét nên mình cũng ra là muộn, nên là trâu thì họ cũng bán gần hết rồi các bạn. Ở đây thì cũng còn cái số lượng trâu rất là ít thôi. Cũng có thể là do thời tiết rét thì họ không đem ra mấy. Hoặc là do cuối năm rồi các thương lái họ mua cũng nhiều. Cho nên là hôm nay thì cái số lượng trâu ra đây cũng không nhiều lắm các bạn. Ở đây thì có khá là nhiều những con trâu to, trâu đực cái bên này này. Đấy. Đó, đây này, đây thì có bác vừa bán được trâu xong nên đang thanh toán tiền. Đấy, còn kia là những con trâu họ đã mua rồi. Đấy. Chợ trâu này thì không đông quá. Thì bán trâu ấy. Hôm nay trâu họ đem về hết rồi hay là rét họ không đem ra mấy nhỉ? Rét họ không mang về mấy. Hôm nay thương lái có vẻ là không mua được mấy. Hả bà. Như con này bây giờ giá bao nhiêu hả anh? 32. 32 triệu. Trâu đực. Trời ơi, rét rồi nhưng
Mưa vừa rét, lầy lội lắm không ạ? Nên anh bán được con nào chưa? Chưa. Đem một con đi thôi. Đem một con. Đây là con trâu đực này. Còn ở kia thì có những con trâu cặp, một mẹ một con. Nay thì có vẻ là thương lái không mua được mấy trâu thì... Hết trâu rồi. Trâu đi sang sớm thì có nhiều. Nên là họ mua hết rồi hay là họ đem ra ít? Người ta mua hết rồi. Thế chứng tỏ là họ đi mua sớm. Thường là trâu ở đây thì chúng ta đưa đến từ chiều hôm trước thôi. Thế là họ đến từ chiều hôm qua à? Từ chiều hôm qua. Sáng sớm mà đang mua trống lắm. Nghĩa là sẽ chiều thứ 6 là họ sẽ đến, đem đến rồi. Đấy, giờ thì chả còn trâu mấy nữa. Còn ít trâu. Giờ thì một số người cũng dắt trâu về rồi. Mấy lần là ở đây nhiều trâu lắm ấy. Kín hết những cái sân này này. Trâu, ngựa, bò. Nhưng mà hôm nay thì lại mình ra muộn là cần nhất, cả hai là rồi rét. Thường là họ mua họ về hết từ hôm qua rồi. Ở đây thì có một số người đang thì mua bán trâu này. Ui, bẩn quá. Trong này trong đầu ba mà. Đây đang thương lái họ đang giả trâu này, mua bán trâu. Con này bao nhiêu triệu đẹp ạ? Khi là nó béo là nó to. Vô à? Tẩu. Đây là những con trâu trắng. Trâu trắng này thì thường nó có giá hơn. Lâu chưa? Giờ đi cắn cầu không? Vừa đi cắn cầu không? Đánh cắn cầu á? Em không. Đánh trong Lào cũng vào. Bẩn dã man rồi, sợ trâu. Đây là 4 cướp tăng hướng là toàn cướp. Tiền bật dã man luôn. Cái này họ đang giả bao nhiêu hả chú? Hả chú? Đấy kìa, trâu bò cuối năm rét. Con này họ đang phát giá bao nhiêu? Anh không biết. Con này không cho nó ăn là sao nhìn nó đói thế? Con này nó học cháu ăn. Con này ăn không khí đấy à? Con này nó muốn ăn vun phở chứ nó không ăn cỏ. Phở trâu luôn. Vun phở đây. Con này không bắt cháy cho nó nhiều trứng giận quá. Trâu vun phở. Nói chung là chợ trâu này ít trâu lắm bạn ạ. Cuối năm rồi, nên là 15, 16, 17 à. Này 17 âm rồi, chắc là họ cũng không bán mấy đấy. Khá là rét. Thấy đây có một con trâu khá là đẹp. Này, trong nó vừa nằm, ôi rét này, chắc nó nằm bùn nữa. Bùn nó bẩn. Đây thì trời rét nhưng mà cũng rất là nhiều những để dắt trâu đi bán. Bình thường thì ở đây nhiều trâu lắm. Để đây có một con nữa. Con này chắc là chưa có ai mua mà. Thì họ vẫn đang tiếp tục xem con trâu bên kia.
chung là để hỏi xem là đấy, đấy họ đang này đang giả trả ăn trâu này 8 triệu ở đây thì có mấy bác gì mà cả bò để bán mà. Ui, đây có một con trâu rất là to một con này to. Con này nó hơi lùn. Mình nó mình dọa mình mười mấy chết rồi. Con này nó còn kia không mười mấy à? À. Con đấy à? À, ta tưởng là con rắn. Con tưởng đôi này gì? Con tưởng là con này thì cũng gần trưa rồi mọi người ra chú. Chú mua trâu chú hay là bán? À, bán. Chú đem hai con này chưa sâu mũi. Thì đem đi bán hai con trâu bé nhé. Còn kia thì một số người là đem trâu về rồi. Sáu ơi, mua về tôi xem luôn. Cái này là họ đem hết về, họ mua hết rồi hay là ít trâu này chú? Hôm nay ít trâu này hay là họ mua hết rồi? Hết trâu rồi. Chợ trâu bây giờ họp từ thứ 6 anh? Thứ 7 đây thôi. Là tối thứ 6 chiều thứ 6 muộn. Khoảng 90 giờ là người ta đã có mặt ở đây rồi. Nhưng mà hết phiên này thì còn một phiên nữa thôi. Là đến Tết rồi nhỉ? Anh lên lâu chưa? Đi cần cấu về mà. À lên cần cấu à? Đó, cái chợ trâu thì nó cũng muộn rồi các bạn ạ, nên là cũng không có trâu mấy thể quay, thì có lẽ là mình cũng sẽ nhìn cái video thì trâu ở đây thì họ mua bán hết rồi, chỉ truyền tải cho các bạn một chút cái về cái chợ trâu ở đây thôi. Bây giờ là tối thứ 6 họ đã họp rồi, thế là mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Thì mình căn bản là ở xa đến thì cũng không biết giờ chợ trâu họp, thì nếu các bạn muốn đi chơi tham quan chợ trâu thì nên tối thứ sáu họ đã bắt đầu mua bán trâu rồi. Đây gì